Chào buổi sáng anh em. Video hôm nay sẽ là một bài về carjacking civil test. Test cái độ lì của chó với lại độ dũng cảm của chó khi mà cắn trên xe. Bài này là của bộ môn BSA K9. Thì trước khi mà bé vào xe cắn được thì bọn mình dùng bán tải cho bé đứng ở sau để tập bài này. Đây là Bell, con trai của Eric Postman, khá là lì lợm gấu. Bell cắn khá là tốt. Nhưng mà phần ao của Bell thì nó chưa đạt lắm. Nên cái gì cũng cần phải có thời gian mà. Một chú Malinois rất là nở nang. Mặt mũi gấu. Bài này thì yêu cầu là không dùng bao cán như là bộ môn khác nha các bạn. Bộ bài này là giấu ống tay cán ở trong tay áo, vì chó cài chính nó quan trọng, rất là quan trọng vấn đề dân sự. Chưa chắc con chó cắn bao cắn mà nó sinh ra nó sẽ cắn trong tình huống thực tế. Nên cái bài này người ta buộc phải con chó không sợ súng và phải biết cắn tay thật, cắn tay đang bị giáo. Cái phương này thì thực hiện ở bên Gia Lai, Chư Sê Gia Lai. Thời gian mà anh em mình sang để mà tập, hỗ trợ tập cho team CH81 của anh Hải. Con chó của anh ấy, những con giống do anh ấy chọn là xuất phát từ FF47 rất nhiều. Đây là Kaido, một bé cún khá, cái độ tập trung mình đánh giá khá là cao, drive và độ tập trung giá khá là cao. Chú chó tố chất khác từ Eric Bergman. Các bạn thấy cái độ băng lời quá tuyệt vời. Ở bên CH81 thì có nhiều bé hay lắm. Tại đồ cũng xuất phát từ FF47 luôn. Tất nguyên vàng chó của anh Hải cũng như là được xuất phát từ FF47. Con trai của Glory và của Celebrita, hai cá nhập và cái của dây nữa. Cuối video thì mình cho anh em xem bài đi lùi là Phương và khoảng nữa cái gì á. Đi lùi để đi được tầm xa thì các bạn cứ thực hiện như Phương như này. Cho bé có nhịp lùi, bé biết lùi theo bước chân từ 2 bước thường. Khi nào thành quá trình thì lùi sẽ tốt.